Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng của y tế cơ sở cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội nghị. Tại tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì điểm cầu của tỉnh và 10 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố. Tại hội nghị, Bộ Y tế đã hướng dẫn y tế cơ sở các nội dung giám sát và phòng chống COVID-19, hướng dẫn sàng lọc, phân luồng, cách ly, chẩn đoán, điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn dịch bệnh COVID-19, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng dịch. Lực lượng y tế cơ sở cần thành lập tổ với sự phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội để đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra soát, lập danh sách các trường hợp theo dõi tình trạng sức khỏe, phát hiện bệnh nền đi kèm là giám sát thường xuyên các trường hợp để phát hiện khi có dấu hiệu bất thường thì báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất. Trong công tác cách ly tập trung và cách ly tại nhà, y tế cơ sở cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh nhấn mạnh những việc cần làm ngay trong thời gian này đó là nhanh chóng rà soát các đối tượng có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, đề nghị chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền cơ sở xã thôn cần rà soát bệnh nhân có địa chỉ tại Hưng Yên đã đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3, qua đó thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, cách ly y tế, không để dịch bệnh lan nhanh. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã rà soát được trên 1.400 trường hợp đã khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Đối với các bệnh nhân từ Bạch Mai chuyển về tỉnh điều trị, cần được cách ly ngay tại viện và lấy mẫu xét nghiệm. Với những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân thì cần phải lập danh sách để cách ly theo dõi tại nhà. Những người đi phục vụ bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai có tiếp xúc với nhân viên y tế thì phải tiến hành cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Những người có tiếp xúc với những trường hợp này cũng phải lập danh sách theo dõi, cách ly tại nhà. Đồng thời, các bệnh viện trung tâm y tế cần quan tâm sát sao việc thực hiện, việc phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện, chuẩn bị cơ số thuốc men để sẵn sàng cứu chữa khi có bệnh nhân.